Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng trở lại với F8. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính trừu tượng ở trong lập trình hướng đối tượng nhé. Ok, đầu tiên về khái niệm tính trừu tượng. Tính trừu tượng là khả năng trừu tượng hóa các cái đối tượng và thuộc tính của chúng để tạo ra một cái mô hình đơn giản hơn. Và nó sẽ cho phép chúng ta tập trung vào các đặc tính quan trọng của đối tượng và bỏ qua các cái chi tiết phức tạp không quan trọng khác. Từ đó thì sẽ giúp giảm cái độ phức tạp của chương trình. Lấy ví dụ về cái máy ATM đi. Thì khi mà chúng ta cần phải rút tiền thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến các cái chức năng ví dụ như kiểu là quẹt thẻ này, nhập mã PIN và lấy tiền. Đấy, mà chúng ta không cần biết được là trong cái máy ATM nó hoạt động, thực sự hoạt động như thế nào. Đấy, thì cái người mà thiết kế máy ATM ấy là họ đã làm một cái công việc là trừu tượng hóa cái hệ thống máy ATM. Làm sao để cho người dùng chỉ cần quan tâm đến các cái chức năng thiết thực với họ, ví dụ như là quẹt thẻ này, nhập mã và lấy tiền đấy. Mà không cần biết là ở bên trong cái máy ATM nó kiểm tra số dư tài khoản như nào này, hay là nó xác nhận cái mã PIN như nào đó. Thì trong lập trình hướng đối tượng nó cũng sẽ có cái tính trừu tượng như thế. Chúng ta có thể tạo ra các cái lớp trừu tượng đấy, để trừu tượng hóa một cái đối tượng nào đó. Ví dụ ở đây mình có một cái class animal và nó sẽ có hai cái phương thức, đó là void make sound, và mình sẽ không định nghĩa hai cái phương thức này nhé. Mình sẽ cho nó là phương thức thuần ảo. Đấy, phương thức thuần ảo thì mình đã giới thiệu ở cái bài trước rồi đúng không? Thêm cái từ khóa virtual đằng trước nhé. Tương tự với một cái phương thức ở dưới, nó là cái phương thức move này. Ok, thì bây giờ mình đã tạo ra được một cái class animal, nó có chứa hai cái phương thức thuần ảo như này, và chúng ta sẽ gọi đây là một cái abstract class nhé. Nó gọi là một cái lớp trừu tượng. Và bây giờ mình sẽ tạo ra một cái class nữa, nó là class cat này. Và cái class này nó sẽ kế thừa cái class animal. Rồi, thì kiến thức về cái gì nhỉ? Phương thức thuần ảo thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải định nghĩa lại cái phương thức, hai cái phương thức make sound này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ cout ra cat make sound đó. Ok. Và tiếp theo nó là cái phương thức move này. Cout cat move. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ định nghĩa thêm một cái class nữa. Này mình copy nhá. Nó cũng sẽ kế thừa từ cái class animal. Mình sẽ đặt nó là class dog này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là dog make sound. Còn bên dưới thì sẽ là dog move. Ok. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta đã sử dụng cái phương thức thuần ảo này để tạo ra một cái abstract class, và chúng ta đã thực hiện công việc là chúng ta trừu tượng hóa các cái lớp mà nó kế thừa cái lớp animal này. Đấy, chúng ta không cần biết là cái make sound này hay là cái move này, cái con chó hoặc con mèo ấy nó thực hiện như nào đúng không? Nhưng mà chỉ cần con chó và con mèo nó là animal thôi, nó là động vật thôi, thì nó sẽ sở hữu hai cái phương thức này. Đấy, được chưa? Và đây đối với mỗi một cái đối tượng thuộc cái lớp khác nhau đúng không? Ví dụ là con chó hoặc là con mèo thì nó sẽ có các cái cách thực thi các cái hàm này khác nhau đúng không? Xem nào. Ở đây sẽ là dog move này. Ở đây sẽ là cat make sound và cat move. Ok, chạy thử nha. Rồi, thì các bạn có thể thấy ở đây là tùy vào mỗi một cái đối tượng thì nó sẽ có các cái cách thể hiện khác nhau. Nhưng tự chung lại thì dù là con chó hay con mèo ấy thì nó cũng đều là động vật đúng không? Thì nó sẽ phải có hai cái phương thức này. Thì chúng ta không cần biết là cái phương thức này nó được định nghĩa như nào, nhưng mà chỉ cần là thằng cat này và thằng dog đúng không, nó kế thừa cái thằng animal này, thì nó sẽ tự định nghĩa ra các cái logic riêng cho nó. Đấy, nhưng mà nó phải chứa hai thằng này nhé, và chúng ta chỉ tập trung vào cái make sound và move thôi. Ok, thì đó là về cái tính trừu tượng ở trong lập trình hướng đối tượng với C cộng cộng. Thì video này đến là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.